Nhân đít Tết đến xuân về tú bịp sẽ tặng cho ê bộ lan diều nhã ê bình luận một con. Diều đang bay cao, bạn ấy buộc chó lại, thế thì làm sao diều bay được? Quá.
và mấy con chó này ok, và bố mày bảo là ok, và mày đều thích thì ok, dù tao chặt đá thì ok, dù tao đập đá thì thôi đê, bố mày chơi hai từ Kara trong buồng karaoke. Biết hết Tết có vòng gì không? Vòng lập chứ gì? Sai rồi. Chứ vòng gì? Vòng xe lăn bánh, chào ta